đôi VSS 70 nha mọi người. Thiết kế rất là đẹp, độc lạ, hai chung hai chép. Anh đến với em vào bát đánh rất là sâu. Một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm. Đôi này thì đẹp xuất sắc ha. Em có biết không, về phường hồng đẹp lắm. Tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng trào dâng. Giờ trong tim tôi màu hồng không phai phôi. Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phường ơi. Vì đời thay đen đổi trắng người rồi. Đôi này đẹp xuất sắc luôn, vì trên 90% ha. Rất đẹp. Công suất là 120W. Đôi loa có thiết kế rất là độc dị lạ ha. Hậu rất là sâu. Hậu con này thì nó khoảng 45cm, 43-45cm ha. Cao thì cũng khá cao. Nếu quý vị tính luôn cái lưới kia là nó khoảng hơn 80 ha. Lưới trên đầu thì cái rất là độc lạ quý vị. Đây. Đô la này có mức giá là 13.500.000 quý vị, em bao ship toàn quốc, nhưng chuyển khoản đủ ha, cọc COD không bao ship. Đô này đẹp hiếm có nha quý vị, xuất sắc luôn. Rồi em xin kết thúc video tại đây, thì em hàng mới về cho nên em vừa mới khui quay cho quý vị luôn ha. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, xin cảm ơn.